Chào quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Hãy cùng Vĩnh Phú cập nhật những thông tin công nghệ mới và đặc sắc quý vị nha. Và ngay bây giờ hãy điểm qua những nội dung đáng chú ý. Thiết bị bay drone có thể tải vật nặng trọng lượng 10kg. Các nhà đầu tư ngoại quan tâm đến thị trường công nghệ ngành ni Việt Nam. Quản lý các dịch vụ chat trong Chrome chỉ bằng một trình mở rộng trong trình duyệt. Nếu như trong những số trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị nhiều chiếc drone khác nhau với hình dáng và nhiều kích thước, nhưng các drone này vẫn chỉ dùng để quay phim hoặc là chụp hình trên cao. Còn đối với các loại drone cỡ nhỏ thì cũng chỉ để vận tải những món hàng nhỏ và nhẹ. Tuy nhiên, trong chuyên mục tuần này có gì mới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một loại drone mới có khả năng nâng vật thể lên đến 10kg. Khác với những drone đã và đang có mặt trên thị trường, sản phẩm Drone được trang bị thêm hai bộ móng vuốt bên dưới phần thân, tự như những hình ảnh trong các bộ phim viễn tưởng về một tương lai robot bay có thể vận chuyển hàng hóa nặng thay con người. Vì thế, hình ảnh của chiếc drone này đã thu hút được sự chú ý của giới đam mê khoa học và công nghệ. Chiếc drone này có thể nâng được những vật nặng tối đa 10kg, vận tốc tối đa 60km/h, độ cao tối đa 5.000m và bay được trong vòng 30 phút liên tục. Được phát triển bởi hãng robot Nhật Prodrone với tên gọi BD-6B-AW-ARM, máy bay này có thể được dùng với nhiều mục đích khác nhau, từ vận chuyển hàng hóa cho tới chuyện đơn giản như sắp xếp bàn ghế trong sân. Và với khả năng nâng vật lên tới 10kg, sẽ còn nhiều ứng dụng khác của thiết bị này sẽ được áp dụng trong tương lai không xa, như khả năng lắp ghép các chi tiết nhỏ ở công trình xây dựng, vận tải hàng hóa dạng nhẹ, cũng như định hình lại các ngành sản xuất. Thực ra thì việc gắn thêm các phụ kiện vào drone là không phải xa lạ đối với nhiều người đam mê công nghệ và trình độ hiện nay. Trước đây, người ta đã dùng drone để gắn giá camera quay phim hay thậm chí là gắn súng, pháo bông và thậm chí là drone có thể chứa được một người đứng trên thiết bị. Tuy nhiên, lần này thì hai cánh tay robot 50 có thể điều khiển được và khá linh hoạt, cho phép chiếc drone có thể thoải mái nâng các vật dụng một cách suôn sẻ. Những cánh tay này dù chỉ mới nằm ở mức phát triển thô sơ, tuy nhiên sẽ là nền tảng cho những phát minh sau này của công nghệ vận chuyển. Đặc biệt là trong tương lai, khi các nhà khoa học sẽ phát triển thêm khả năng tự di chuyển và nâng vật thể theo chương trình tự động hóa, đây sẽ là một công nghệ hứa hẹn thay đổi thế giới hiện tại. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có Galaxy Note 7 gây quan ngại cho Cục Hàng không Việt Nam. Cuộc thi Startup Zone 2016 ở thành phố Hồ Chí Minh.